Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại kênh của mình. Mình là Ben đây. King là một trong những nhân vật đặc biệt bên cạnh nhân vật chính Saitama, một nhân vật hoàn toàn không sở hữu một sức mạnh thể chất đặc biệt nào, nhưng lại là một người luôn được mọi người ngưỡng mộ và là tâm điểm về sức mạnh. Mỗi khi ai đó nói về anh hùng cấp S, điều thú vị về King tuy là không phải anh hùng thứ thiệt, nhưng King lại có nhiều cái nhất mà bạn không thể ngờ tới đấy nhé. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cái nhất mà King có được hơn cả Saitama luôn nhé. Người chơi game giỏi nhất. Nếu có giải thưởng người chơi game giỏi nhất trong One Punch Man thì mình xin được tặng giải này cho người anh hùng hạng 7 cấp S của chúng ta, King. King rất thích chơi game điều khiển tay cầm, có thể nói đây là đam mê và là một sở trường của anh. King đã chơi một số thể loại game khác nhau như Doki Doki Sister, Battle Robot Gao Gao Gao. Tuy bá đạo về game như thế, nhưng King lại rất xấu hổ khi để người khác biết được mình hay chơi game như vậy, đặc biệt là game Doki Doki Sister. Xui thay, anh lại bị Saitama phát hiện ra được sở thích, thích được làm Oni-chan như thế. Nhưng vì thấy anh chàng một đấm có vẻ có hứng thú với game và nhã ý muốn được chơi game cùng mình, King đã không ngần ngại chỉ cho Saitama chơi và đã khiến cho Saitama phải phát điên lên vì cứ thua King liên tiếp. Đối với King, dù vui buồn, áp lực, sợ hãi, vân vân thì chỉ cần ngồi xuống làm vài ván game là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi. Việc nhà, việc nước có thể anh không giỏi, chứ việc chơi game thì anh đầy chấp hết đấy nhé. Giỏi chạy trốn. Ngoài chơi game giỏi, King còn có thêm một tài năng nữa, chính là chạy trốn. Trong một lần đi xuống phố mua game mới, không may cho King là phải đụng độ với G4, một robot do Hiệp hội Quái vật tạo ra. Vì biết mình không thể cần tên robot này, nên King đã phải kiếm cớ mắc đi vệ sinh và đang cần được giải quyết. Và vì có 10 phút để đi giải quyết nhu cầu, nên King đã tranh thủ chạy vô nhà vệ sinh công cộng, tự trấn an bản thân và đấu tranh tư tưởng với bản thân là có nên quay lại hay không. Và nếu anh không quay lại thì cứ hễ một phút sẽ có một người bị G4 tiêu diệt. Và những giây phút cuối cùng, King đã quyết định chạy thật nhanh về nhà và cũng không quên nói lời xin lỗi với người dân theo kiểu phong long. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Mạng sống của ai thì người nấy lo, mình lo cho mình là được rồi. Khi về tới nhà thì King đã xả stress bằng cách chơi game. Triết lý nhất. Thật thú vị khi người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng chính là người có triết lý sâu sắc nhất thế giới. Tuy không có một chút sức mạnh chiến đấu nào, nhưng King vẫn đồng cảm được với người mạnh nhất là Saitama khi mà King dạy cho Saitama về việc tìm lại mục đích cho cuộc sống khi trở nên quá mạnh và mọi thứ đối với anh lại quá dễ dàng. Và triết lý của King cũng phải khiến cho Saitama suy ngẫm và ấn tượng nữa cơ mà. Yếu nhất. Vì là một người bình thường nên King chẳng sở hữu bất kỳ một loại sức mạnh nào cả, thậm chí một chút đánh đấm cũng không, khi mà anh thậm chí không thể rút nổi thanh kiếm katana ra khỏi vỏ, hay mặt nạ sức mạnh của đồng đế cũng không thể đo được sức mạnh của King vì quá thấp. Nhưng điều thú vị là mọi chuyện xảy ra với King chỉ là sự ngẫu nhiên, như là chuyện anh được làm anh hùng, vốn dĩ là anh không muốn có điều đó, nó đã khiến cho cuộc sống của anh không được thoải mái như trước nữa. Như những lần đánh bại được quái vật là những lần Saitama ra tay giải quyết giúp cho, những lần bị quái vật tấn công bất ngờ cũng là do Saitama đấm hạ gục để bảo vệ anh. King còn tự nhận bản thân mình nhát gấp đôi người bình thường nữa, bây giờ dù có muốn rút lui anh cũng không thể làm được, trừ khi chính bản thân King phải ra tự thừa nhận với thế giới. Ngầu nhất. Tuy là một người yếu ớt như những gì mình đã nói, nhưng các bạn cũng phải công nhận một điều là King có vẻ ngoài vô cùng ngầu lòi. Cũng đúng thôi, vì mặt anh toàn sẹo, mắt thì sắc, người thì cơ bắp cuồn cuộn, thân hình thì cao to, thì có nói với anh là người yếu nhất thì cũng chẳng ai dám tin. Và mỗi lần đối đầu với quái vật thì vừa nghe đến danh của King thì bọn quái vật đã chạy toán loạn, thì bảo sao không ngầu cho được. Ngoài ra anh còn làm bất cứ điều gì trông cũng ngầu cả, chơi game cũng ngầu, nói chuyện cũng ngầu, mua đồ xong cũng ngầu, đi cũng ngầu, mà sợ cũng ngầu nốt. Nói chung là trời sinh ra cho King một khuôn mặt ngầu lòi, nên suy ra King là một người ngầu toàn vẹn. Thu hút quái vật nhiều nhất.
Thật sự là mình không thể hiểu nổi tại sao các quái vật lúc nào cũng muốn diện kiến King, tại sao không phải là Blast, anh hùng cấp S hạng 1, hay Tatsumaki, anh hùng cấp S hạng 2, và còn nhiều anh hùng rất mạnh khác nữa mà lại là người đàn ông này, trong khi anh ta chỉ may mắn đánh bại được một tên quái vật rất mạnh. Hết lượt tên này tới lượt tên khác tìm đến King để gây sự chú ý, thách thức, ra solo với King. Phải chăng là vì do cái tên của người đàn ông mạnh nhất thế giới mà người ta đã đặt cho King đã khiến cho bọn chúng tò mò, hay là do King có một năng lực đặc biệt, có khả năng hút được quái vật tiềm ẩn sâu bên trong người anh nên anh không hay biết hay sao, hay còn lý do nào nữa không nhỉ? Nếu các bạn có thể nghĩ ra một lý do nào đó thì đừng quên để lại bình luận vào phía bên dưới cho mình biết thêm nhé. Thân với Saitama nhất. Nhờ việc làm bạn và chơi game chung nên King và Saitama đã trở nên thân thiết hơn. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Saitama sẽ qua căn hộ của King để làm vài ván game giải sầu. Mình nghĩ King đã lây căn bệnh nghiện game của mình sang cho Saitama mất rồi. Và mình để ý thấy rằng Saitama nói chuyện với King còn nhiều hơn các cậu học trò người máy Genos. Xin chia buồn với Genos nhé. Chẳng qua là cậu không phải là ổ nguồn thích hợp, phù hợp với sóng tần của Saitama rồi. Không chỉ nói chuyện về vấn đề game, cả hai còn nói về bản thân mình, về cuộc sống, cấp bậc trong hiệp hội, thậm chí còn chửi nhau, cà khịa nhau nữa cơ. Một khi đã hợp với nhau rồi thì có tám chuyện liên thuyền cả ngày vẫn không hết luôn. Nhân vật mạnh nhất One Punch Man chơi với lại người đàn ông mạnh nhất trái đất, quá hợp rồi còn gì. May mắn nhất. Chả biết có ai may mắn như King không, có lẽ anh được trời hộ mệnh hay sao vậy đó. Dù việc đánh bại được quái vật mạnh nhất chỉ là sự trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này đã đem lại cho King nhiều sự may mắn, chứ không hề xui xẻo như anh ta đã nghĩ. Một người đàn ông thất nghiệp như King vẫn có tiền sống đều đều nhờ sự trợ cấp của chính phủ, đã vậy còn được tiền do hiệp hội anh hùng cấp, trong khi anh chả đánh bại được con quái vật nào một cách thực sự, tiền vẫn luôn trong túi anh đều đều. Ngoài ra, King lại còn may mắn kết thân được với Saitama là nhờ vào game. Không cần phải cố gắng, mất hơi mất sức như Genos, rồi khi đụng độ với quái vật, King đều được Saitama bảo vệ, ra tay hạ gục giùm. Có một mối quan hệ ngon như vậy là may mắn quá rồi còn gì. Đã vậy luôn luôn thắng Saitama trong việc chơi game nữa. Sự may mắn của King chưa dừng lại ở đó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, King vẫn không hề bị lộ bản chất thật của mình. Diễn sâu nhất. Chúng ta lại phải trao thêm một giải thưởng cho King nữa rồi. Lần này King đã đạt thêm một giải nhân vật diễn xuất xuất sắc nhất trong One Punch Man. Vỗ tay chúc mừng cho King nào. Trao giải cho King danh hiệu này thật sự không uổng đâu các bạn. Như các bạn đã thấy trong phim, khi con quái vật lưỡi dài thấy King, hắn đã sợ chết khiếp phải bỏ chạy lấy người. Cũng phải thôi, nhìn mặt King ngầu quá cơ mà, mắt mở to trừng trừng, trông thật là căng thẳng. Diễn sâu như thế, tên đó mới không sợ mới lạ. Còn lúc chạm mặt phải G4, dù có sợ tới mức nào, King vẫn cố giữ bình tĩnh, ra vẻ nguy hiểm để không lộ sự hèn nhát của mình. Thậm chí mỗi khi ra đường, anh phải luôn luôn cố gắng giữ nguyên một bộ mặt không có cảm xúc. Người có thể chiến thắng Saitama. Thật bất ngờ phải không nào, khi một người bình thường không hề có một chút sức mạnh thể chất nào như King lại thắng được Saitama, không cần phải vận động gì nhiều, chỉ cần ngồi tập trung, ý chí nhanh nhạy, thêm hai bàn tay linh hoạt và chỉ cần đặt mông ngồi xuống là thắng rồi. Đến đây thì chắc các bạn cũng đã hiểu tại sao thắng Saitama rồi đúng không nào? Các bạn đoán đúng rồi đấy, King thắng Saitama trong việc chơi game. Như mình đã nói ở top 10, King là cao thủ trong việc chơi game nên anh thắng Saitama nhiều đến mức Saitama đã bị áp lực mỗi khi chơi game. Thậm chí Saitama luôn luôn nói dằn mặt với King rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ thắng được King, nhưng có vẻ đợi được tới ngày đó là hơi xa đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.